Tết Trần xin kính chào các bạn khán giả của Thể Thao Dân Việt. Các bạn thân mến, trước khi đến với những hình ảnh rất đặc biệt trong buổi chiều ngày hôm nay thì các bạn hãy cùng bấm like, subscribe kênh Thể Thao Dân Việt để cùng đồng hành cùng với cả mình cũng như là Thể Thao Dân Việt trong quãng thời gian sắp tới, bởi mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong một chuyến đi vô cùng đặc biệt với đội tuyển Việt Nam để tham dự vòng loại World Cup 2022 tại UAE. Các bạn thấy là chuyến bay đặc biệt của Bamboo vào lúc 16h10 QH9306 sẽ khởi hành lúc 16h10 và các bạn nhé, dự kiến thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ hạ cánh vào 19h50 giờ địa phương bên UAE, tức là vào khoảng 22h50 giờ Việt Nam. Đó, và ngay sau đây sẽ là những hình ảnh của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo tại sân bay quốc tế Nội Bài để xem họ chuẩn bị những gì trước khi lên máy bay và họ đã sẵn sàng đến UAE như thế nào rồi các bạn nhé. Lúc này thì xe chở hành lý cũng như là trợ lý các tuyển thủ đã có mặt các bạn nhé. Chúng ta cùng quan sát xem rất nhiều hành lý cho bạn xem. Theo những thông tin mình có được thì đội lần này sẽ mang sang 1 tấn hành lý bao gồm tất cả nhu yếu phẩm cũng như là dụng cụ tập luyện rồi đồ để trang phục thi đấu, rất nhiều các bạn. Chụp hình cho phép thì cố gắng đứng xa trước nhá, không đứng cách khoảng 2 mét sau cùng. Các bạn có thể thấy lần lượt thì tất cả các tuyển thủ đã có mặt rồi. Ở đây chỉ có sự vắng mặt của Đặng Văn Lâm thôi. Bạn ấy sẽ sang UAE sau. Và bây giờ thì đội sẽ có mặt ở đây và chuẩn bị vào làm thủ tục check-in các bạn ạ. Về cơ bản thì ngoài những cái hành lý mà để thi đấu, để tập luyện thì các cầu thủ sẽ có những cái hành lý cá nhân riêng. Và cái việc check-in thì nó cũng diễn ra cũng tương đối lâu các bạn nhé, hơn nửa tiếng thì đội mới có thể hoàn thành cái thủ tục check-in của mình. Các cầu thủ cũng đều mang những cái vật dụng khác nhau, đồ dùng cá nhân, thậm chí là có những cái thức ăn mà gia đình của họ chuẩn bị cho. Đó là điều rất là hay. Em cần in thì bảo Phương vào in cho. Ông ly gì đấy giả rồi mà. Đi ra giả hết rồi. Giả hết rồi. Duyên làm là ông là giả hết rồi mà. Đó thì phải đi. Chị bước cuối cùng rồi các bạn thấy là lúc này thì tuyển thủ đang làm thủ tục nhập cảnh và chuẩn bị bước lên máy bay rồi. Các tuyển thủ thì đang, một vài tuyển thủ đang chờ đợi nốt. Em đưa tay Victory cái nhỉ? Chép tay nào. Cố lên cái nhỉ? Quyết tâm đi. Đưa tay cái anh kìa. Ok. Quyết tâm. Victory. 2, 3. Đây cũng là những hình ảnh cuối cùng của video trên kênh Thể Thao Dân Việt. Các bạn đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để được thông báo mỗi khi có clip mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những hành trình tiếp theo để tới Việt Nam. Xin chào các bạn khán giả của Thể Thao Dân Việt. Lúc này thì mình cũng như là toàn thể đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay Dubai, và có lẽ là những hình ảnh sau đây sẽ trả lời cho tất cả những thắc mắc của các bạn xem là đội tuyển tham gia chuyến bay như thế nào, hạ cánh tinh thần ra làm sao và đội lấy đồ với không khí như thế nào. Mình tin là chắc chắn các bạn sẽ hài lòng và yên tâm đi. Tất cả đội tuyển của chúng ta đều mạnh khỏe, và mình sau khi mà test Covid xong thì đã có mặt ở đây và sẵn sàng trở về khách sạn chuẩn bị cho những chiến dịch tiếp theo tại vòng loại World Cup. Có một điều mà thông tin bên lề mà mình cũng hơi băn khoăn một chút, đó chính là việc là nếu trong trường hợp mà chưa kết quả xét nghiệm Covid thì toàn đội cũng chưa thể tham gia những cái buổi tập cũng như là cái kế hoạch của mình được, mà phải ở lại khách sạn. Đấy, chúng hy vọng chúng ta sẽ có thông tin tốt trong thời gian sắp tới. Ngay sau đây sẽ là những hình ảnh của đội tuyển Việt Nam trong chuyến bay của Bamboo chở đội tuyển Việt Nam từ Nội Bài đến Dubai, và những hình ảnh của đội tuyển Việt Nam hạ cánh. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Nhờ anh ra, mình nhận ai không? Cứ điêu nè, cứ điêu nè Mình thỏa Đài luôn. Ai đấy? Đi. Ở cùng khách sạn với anh một tiền luôn. Mà di chuyển đi nào? Trong anh taxi không? Mấy anh em. Vì nó lấy xét nghiệm xong nó cũng cho mình phải đâu anh ạ. Anh thì lên còn tất cả gáp kia. Các bạn đi tìm trước rồi cho hết đồ cá nhân trước rồi lấy đồ tư nhân. Minh Vương chào anh. Ở cùng khách sạn với anh một tiền luôn. Mà di chuyển đi nào? Trong anh taxi không? Mấy anh em. Vì nó lấy xét nghiệm xong nó cũng cho mình thả rông.